Bại tướng U23 Việt Nam làm nên địa chấn tại World Cup. Dạng sáng ngày mùng 2 tháng 6, các trận đấu còn lại của vòng 1 phần 8 U20 World Cup 2023 đã diễn ra. U20 Hàn Quốc là đội tuyển châu Á cuối cùng ra sân sau khi nhà vô địch châu Á U20 Uzbekistan thua sốc U20 Israel 0-1. Dù phải chạm trán đại diện rất mạnh của Nam Mỹ là U20 Ecuador, nhưng U20 Hàn Quốc đã có một trận đấu xuất sắc. Đội bóng từng để thua U23 Việt Nam ở trận giao hữu hồi tháng 4 năm 2022 nhập cuộc rất tự tin ở vòng 1 phần 8 U20 World Cup 2023. U20 Hàn Quốc chọn đấu pháp hợp lý và biết cách trừng phạt sai lầm của đối phương. Chỉ sau 11 phút bóng lăn, Lee Yang, Jun đã tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ bên phía U20 Ecuador để ghi bàn mở tỷ số. 8 phút sau, cổ động viên Hàn Quốc lại được ăn mừng khi tiền vệ Bae Jun ho xử lý bình tĩnh trong vùng cấm rồi dứt điểm vào góc xa, nhân đôi cách biệt. Sau khi nhận hai bàn thua liên tiếp, U20 Ecuador đã vùng lên mạnh mẽ và có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do công của Justin Cuero ở phút 36 trên chấm 11 mét. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của 45 phút thi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, U20 Hàn Quốc chỉ động giảm nhịp độ trận đấu và chơi phòng ngự chắc chắn. Dẫu vậy, có tận dụng rất tốt tình huống cố định và có bàn gia tăng cách biệt lên 3, một với cú đánh đầu uy lực của Choi Seok, Hyun. Cuối trận, U20 Ecuador gỡ thêm một bàn nhưng như vậy là không đủ để lật ngược thế cờ trước đội tuyển xứ Kim chi. Tỷ số 3-2 được giữ đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đánh bại U20 Ecuador, U20 Hàn Quốc trở thành đại diện châu Á duy nhất tiến tới vòng tứ kết U20 World Cup 2023. Đối thủ của họ sẽ là đội châu Phi U20 Nigeria. Đáng chú ý, trong thành phần ban huấn luyện U20 Hàn Quốc có trợ lý huấn luyện viên Kim Tae-min, từng làm việc tại đội tuyển Việt Nam. Cụ thể Trợ lý Kim Tae-min bắt đầu làm việc tại đội tuyển Việt Nam trong vai trò trợ lý cho huấn luyện viên trưởng Park Hang-so kể từ đợt tập huấn hồi tháng 8 năm 2021, chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2022.